Đấy, cứ ra đây là lời hút thuốc. Có mua thuốc bao giờ toàn hút dạo mà. Được xin. Toàn hút dạo. Đấy, cứ lại đọc số đi. 0906 225 376 276 376 và là cũ thì người ta biết rồi, nhưng mà bây giờ có người mới xem người ta lại không biết. Đấy. Cứ đọc số thôi. Cái giấy này bao tiền chú? Cái giấy 350. Ồ, hay đấy. Một cái 250, một cái 350. Cái 250. Cái này bao nhiêu? Có 250, bên kia thì rút. Cái này của anh kia. 250. Rất nghệ thuật. Cái tặng nước này. Nhìn toán nó thích nhỉ. Rất nghệ thuật. Quẳng cái chậu đi. Ơi, phải đập vỏ chậu này. Đấy, để có cái loe này hay. Đấy, hay. Đấy, đang đục hết cả lũa này. Đấy, giấy này lũa hết thân thoải mái. Chỉ cần cái vỏ này. Giá hợp lý đấy. Chốt được. Cắt tỉa hết rồi, đúng không? Ra mới đây đúng không anh? Cây này cây gì vậy anh? Cái hoa giấy. Đây hoa giấy hoa đây. Nó như này đây. Nhưng mà nó còn hoa là hoa giấy, giấy như thế nào, màu gì? Đây, hoa màu tím. Giấy tím. Vì đỏ sẫm, đỏ nhạt rồi tím tím. Hồng rồi là vàng. Tím này chơi là bền nhất. Hoa nó bền. Gọn. Cây nó dăm nó nhiều. Mà dăm nó không bị lướt như mấy cái dòng kia lướt. Nghề chơi là công phu lắm, phải tỉa cắt lần lượt trong đầy đủ ấy. Đây anh. Đây cả trong này đẹp. Vâng. Đây là quay. Dạ. Quay cây nhé. Vâng, ok chờ. Con này con gì được. Đấy. Con mà đang để hoa thì rẻ hơn. Cái này của em rồi. Cũng rất là đẹp. Hoa giấy kiếm được những cây này giấy. Đấy. Đây tán là làm lâu rồi nhỉ. Tụt hết rồi. Form nhất chuẩn rồi. Này mà ông nào gắn đá gắn một tí đá nhẹ đây, làm cái ông ngồi đây. Đấy cho phải thay chậu cơ. Thay chậu. Cái chậu nó đang nguyên bản. Nó có cái hướng ở đây rồi. Nó đang nguyên bản thôi, mình thay cái là người ta bảo là cây mới mới cắt thì cũng ok. Cái này giữ to lại có bờ đi. Có chân đấy. Ôi, xin chào cán bộ. Có bán được không? Không thích rồi không chị? Nó chuyển nó ngón nhỏ nhỏ này. Đấy, đấy. Đó, rất hợp lý. Đẹp, quan trọng là đẹp, chơi rồi. Giá cả nó chỉ là một phần, nhưng quan trọng là nó đẹp. Nhìn cái bộ này. Vâng. Hầm hốc. Từ dưới lên mà quay cái tán nó dày. Mặt nào cũng đẹp. Sau đó lũ phút mầm xong rồi mà ra cùng một lứa hoa tuyệt vời. Chứ cái mầm hoa ấy. Đây bây giờ là hàm hoa như cái này thì cái này giờ là bắt đầu hoa bói này. Đấy. Đấy mà, hoa bói đấy. Cái ta này nhỉ. Cái này ít bệ hơn cái này. Thì cái này thì nó chưa ở trên bệ, nhưng mà bệ của nó cũng được. Cây đấy là gọi cây nghệ thuật. Cái này thì bắt nhất. Thuật thì cũng không cần bệ lắm. Cái này là đang hạ tả chứ đang hạ hoa chứ còn nếu không cho ra cắt tả đi. Cái giống giấy ta này là hai màu đấy, là màu trắng. Cái này tím ấy nhỉ? Cái này là tím ạ. À? Cây bonsai là giấy tím là nhất, còn các loại khác thì là ấy. Vì là giấy tím nó hợp, nó bền và dăm nó khỏe, nó làm nó
dày răm nó không bị lướt lướt như cái răm kia, nó ít bỏ như mấy cái dây giấy kia. Cái kia răm nó mỏng mảnh. Hoa nó cũng bền hơn, hoa giấy tím hoa nó bền. Bên, hoa giấy tím, à? Hoa giấy tím nó bền lắm. Đấy, đẹp. Chúc mừng chú. Tối cháu đăng lên, bác nào thích thì alo. Vạt mini. Cảm ơn chú nhá. Để cháu đi vòng. Quay đi. Sang đến gian hàng của nghệ nhân Hưng An Khánh. Bảo nói đấy, người có làm gì đâu, ướt đầm đìa đấy. Phố vất vả, người nhiều nước. Rồi cây này đứng công ngồi ra. Đấy, cây này đẹp đấy. Rất già. Em xanh quê. Xanh quê. Đọc số đi bác. Cứ phải đọc của người mới người ta xem thì biết. Cứ phải đọc 0936 rồi 80659 0936806659. Bác Hưng thích cây nào gọi. Đẹp đấy. À quên, cứ báo giá sơ bộ thôi. Báo giá sơ bộ đi cho anh em biết, còn là thiện chí gọi alo thì giá nó mềm hơn. Xanh này là 4,5 triệu. Ừ. 4,5 triệu. Còn cây Phúc Kiến này. Cây Phúc Kiến 1,5 triệu. Đấy, mềm thế thì lại gọi là còn mềm yêu thương nữa. Còn cây này. Con này 1,2 triệu. 1,2 triệu. Đấy, được cả cái lọ cổ. Đây nữa nhỉ, có phải cây này đâu. Hay là bên kia là của người khác. Quay cả cây này là tôi bảo nó có hỏi bao nhiêu. Đấy, cái này. Nói giá thôi, không phải ra tận nơi. Cái xanh à? Vâng. Cái xanh 1,5 triệu. 1,5 triệu. Ở đấy, giá rẻ giật mình. Sơ bộ xong rồi bắt đầu đi tiết. Cái chuối con. Chuối con này mấy đồng em ạ? 650. Ừ. Đấy. Cô chơi chơi cái gì nhỉ? Trên xếp mạng. Đấy. Cuộn như lòng non đẹp này. Chàng lợn. Chàng lợn. Con đấy là thế nào? Giá rẻ. Giờ chiều này cuối được một điện thoại. Đấy. Cây này. Cái chậu này, cái lọ này giờ kiếm ít đấy. Giá trị của nó thì không rõ nhưng mà kiếm thì khó. Bây giờ không ai làm nhỉ. Đấy, có cái lọ này. Kiếm cái lọ này lành cũng hay đấy nhỉ. Bác nhỉ? Đồng trà đá. Thôi bác cứ ngồi đi một thời gian kia. Cái này, đấy, cây này bóng tiếp kẹp. Cái này nó càng nhũ rồi. Càng nhũ rồi. Mà những trường hợp nào có mở được trong miệng của cái này. Rất già, bóng rất đẹp. Rất đẹp. Lúc nào nó kẹt nó. Đang chiến rất là tự nhiên này. Đang rất điều hòa. Cái đòn này nó yếu này, không yếu đâu. Thế bao nhiêu đấy? Anh muốn chẳng phải đưa rồi. Cái này anh muốn chẳng phải đưa rồi. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Quay góc này. Ok. Quay đủ các mặt rồi đấy bác. Bác ngồi em ra này tí đã. Tí nữa mà còn thời gian lại quay lại. Đấy. Chủ nhân đây, nghệ nhân Hưng An Khánh đây. Đấy. Xin cảm ơn.
giấy gì hết. Ông lập trang cầu rất là nhiều, làm ăn rất tốt quá, làm ăn rất tốt. Ok, đi được để sang nha. Ra ông nhận cái gì không?